Đây, báo cáo với tất cả nhà cộng đồng mạng. Tôi thì tôi trồng hoa ở ven đường này cho đẹp và được tất cả dân làng mọi người ủng hộ, kể cả huyện. Đấy, và hôm nay là mấy ông thủy nông, các ông bảo ảnh hưởng đến dòng nước. Các ông bảo là đây là bờ kênh của nhà các ông ấy, và các ông đến chặt phá. Trong đó là chặt phá không báo gì với gia đình tôi. Đấy, đây là phá hoại sức lao động của nhà tôi. Thì xin tất cả mọi người là cho ý kiến cái hành động của các ông thủy nông này. Ông này ông cần mày tao với tôi. Trước ông cần mày tao với tôi. Đấy, cán bộ công chức đây, công chức mà đến mày tao với dân. Và ông phá, ông bảo là kênh đây là của các ông ấy quản lý. Đấy, mà trong đó tôi dòng trên này, mà các ông bảo ảnh hưởng đến dòng nước. Và hôm nay là tôi không cho phá như cố tình phá. Đây cho mọi người xem mặt ông này. Thì tất cả mọi người cho ý kiến nha. Trong đó cái giải bờ kênh này là cỏ giả là rất là nhiều, bẩn. Từ ngày tôi trồng hoa là tôi vệ sinh rất sạch sẽ. Đấy, đây cho mọi người xem những cái khu mà tôi không trồng thì cỏ rất là bẩn, các ông không dọn. Đây là đây, ông là thủy nông ở xã Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Trong đó tôi trồng trên trệ này không ảnh hưởng gì đến dòng nước của các ông. Mọi người chia sẻ và cho ý kiến với hành động của các ông này, phá hoại công sức lao động của người khác mà không báo gì với nhà tôi. Ít nhất dù tôi có trồng ở đất tập thể thì các ông trước khi phá cũng phải ý kiến với tôi. Toàn xã hội đang vận động trồng hoa ven đường, làm sạch môi trường. Hàng ngày tôi quét dọn, tôi chăm tưới. Thế mà đây, một cán bộ thủy nông ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi, tôi đang đề nghị công an xã Vân Xuân vào lập biên bản để tôi sẽ kiện mấy ông này tội phá hoại sức lao động của người khác. Ít nhất các ông trước khi phá, ít nhất các ông sẽ phải báo cho tôi bằng đơn thông báo 3 lần. Như đây đến tự phá hoại. Phá hoa. Bỏ hoa. Chán hoa. Tôi đang gọi anh chính trưởng công an sẽ phải vào lập biên bản cái phá hoại công sức lao động của tôi.